mới biết mọi người Seoul, nhưng mà chưa biết hết đúng không? Thì em có muốn biết hết không? Thôi cụ thể bây giờ em cần biết những anh nào thôi, từ anh cứ biết, biết ai trước thì ai trước, anh thấy nãy giờ là biết được những nhân vật lên đây giới thiệu rồi đúng không? Nếu mà nó muốn biết thì muốn biết hết cả xe này, sợ là đầu óc không nhớ nổi vì lúc này hơi buồn ngủ một xíu. Thôi thì xin hẹn một dịp nào đó, nếu tất cả mọi người Seoul có điều kiện xuống trường Trung Quốc chơi thì liên hệ và Louisa sẽ làm quen với từng người một. Trung Quốc à, trường Trung Quốc. Trường của em là trường Trung Quốc. Trung Quốc thì nằm ở tỉnh Jeonju. Thực ra thì em cũng biết là bởi vì em không phát âm được tiếng Hàn, không nói được tiếng Hàn nên là có thể phát âm không chuẩn, nhưng mà có thể viết mọi người hình dung đó là Cheonju. Jeonju. Trường Trung Quốc. Jeonju đó thì nó nằm ở ngay trên Daejeon. Ngay trên Daejeon. Em giới thiệu về trường em và cái ngành học của em đi, cho mọi người người muốn biết nhiều về em hơn. Bây giờ em đã xuống đây và tham gia rất là vui, mọi người em giới thiệu để mọi người biết và sau này nghĩ rằng liên lạc với em khi xuống Trung Quốc. Thứ tử lúc nãy ngồi nghĩ rằng là ở đây đông nhất là người Busan, đông nữa là người Seoul, cũng mỗi mình cảm thấy lẻ loi quá. Thế xong rồi nghĩ là ở Busan có rất nhiều chỗ để đi chơi, ở Seoul cũng thế, cho nên mọi người rất dễ